Sato arato namo tassa bhagavato arato samma sambuddha. Lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giới Hoa đó, ngài là bậc cao thượng được chứng quả chánh minh ngộ không chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ bậc cao thượng được chứng quả chỉ dạy. Do ngài tự ngộ không thành chỉ dạy, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato, nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Lòng thành kính lễ Đức Bhagavado, ngài là bậc arahant cao được chứng quả biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đức Bhagavado, ngài là bậc arahant cao thường được chứng quả chánh biến tri không thầy chỉ dạy. Mít lòng thành làm lễ Đức Bhagavado, ngài là bậc arahant cao thường được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ. Buddhang saranam gacchami, con em lòng thành kính xin Phật. Dhammang saranam gacchami, kính xin Pháp. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, con em lòng thành kính xin Phật lần thứ nhì. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, con em lòng thành kính xin Pháp lần thứ nhì. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi Saranam Gacchami, con em lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con em lòng thành kính xin quý Phật. Tham ăn sa la nang cha con đây pháp sa khang mết lòng thành kính xin quý tăng. Đô ti yam pi bút thang sa la nang ga quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham ăn sa la nang mi, con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sáng khang sa la nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bút thang sa la nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Ti sa ra na ga ha nang pa ri pun nang, phép quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ta ma phan tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự sát sanh. Adina da na ve ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự trộm cắp. A brahmacharya ve ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự thông dâm. Mu sa wa da ve ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma ra tha na ve ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi,
Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Vikalaphosana Veramani Sikha Badang Sama Yami. Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nachagita Vitavisu Karasana Malagantude Patharana Mandana Vipusana Thana Veramani Sikha Badang Sama Yami. Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Badang Sama Yami. Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư thông dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin giữ điều học là quý chánh xa sư nói dối. Suramiraya Macha Pamadathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Vikalaphosana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự ăn sái giờ. Nachagita Vadita Visukadana Raman Sasana mala gantha vile pana tharana mandana vipusana thana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sứ múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm rồi và đeo tràng hoa. Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imangathanga Samanagatang Buddha Panyantang Uposathang Imancharating Imanchadivasang Samadeva Apirakitun Samadhiyami. Con xin thọ chỉ bát quan trai giới chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vĩ lai. Imaniya Thasikha Badane Uposasi Varasena Iman Jaratan Iman Chidivasang Satukang Katwa Apamadena Sammarakitam Bang. Chư thiện tinh nên thọ trì bát quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay về đêm nay, không nên dí vui. Ama Phante Dạ Xin Vâng. Si la na su ga tan yan ti si la na phu ga sam ba da si la ni ni po tan yan ti thas ma si la vi su tha ye. Các chúng sanh này sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh đào sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ lực chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu la thu lần thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con.
với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sang Kha A Di Đà. Dạ, bạch đức kính thưa toàn thể các đạo hữu trong room. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới đã xong, Phật thân à, xin được nhường lại mic cho xin MC Nhật Huỳnh. Kính mời xin Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Á, xích Hoa Nguyệt, xích Trần Đào cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn xích Trần Đông. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Thanh Á, kính chào Tịnh Như, mến chào Sích Trần Đạo, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào Sích Hoàng Nguyệt, mến chào Gió Đầu Mùa, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, kính chào chị Sương Mai, kính chào Học Phật Pháp Online, kính chào Siêu Lý, mến chào Trăng Thư, mến chào cô Nghe Pháp. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao trăm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì quy giới. Dạ, cô nghe Pháp, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cô nghe Pháp. Cô nghe Pháp ơi, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Gió Đầu Mùa. Nhưng mà Nhật Quỳnh hỏi cô nghe Pháp có nghe không? Đặng Nhật Quỳnh nhắn một chuyện mà. Tại vì thật sự nãy giờ Nhật Quỳnh điện thoại cho Đại Đức Pháp Thích hai lần rồi mà sư không có bắt máy, nên Nhật Quỳnh muốn hỏi cô nghe Pháp mà có thấy sư có ở cấp ở chùa không? Hay là sư đi bận đi ra ngoài? Dạ, cô nghe Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh biết đi, có thể cho đạo tràng biết được. Nhờ cô nghe Pháp thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Có thể là nhiều khi Nhật Quỳnh điện thoại thì sư đang bận có khách hay gì đó, nên sư không có trả lời. Dạ, cô nghe Pháp. Mà có trước máy không? Có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, kính chào học tu và vào đạo tràng. Dạ, không có thấy tín hiệu cô nghe Pháp, mà Nhật Quỳnh cũng không điện thoại cho sư Pháp Tính được. Dạ, kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, con xin xuống mic để con để băng của Đại Đức Pháp Tính một chút xíu rồi con điện thoại cho sư, con thỉnh lại một lần nữa. Dạ, kính mong quý ngài và quý vị quan hỷ ạ. Sư đang online. Dạ rồi. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Vinh Quốc Thanh Á cầm mic cho Nhật Quỳnh chút xíu nha. Dạ nếu sư đang online thì rồi con đã thấy Đại Đức Pháp Tính vào đạo tràng rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính vừa quan vào đạo tràng. Dạ Trần Đạo ơi, Trần Đạo có thể giúp cho Nhật Quỳnh. Dạ Pháp, đã cho Nhật Quỳnh nè.
Trả lời tắt cái điện thoại. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. À, đàn đạo đưa tay rồi. Dạ mời đàn đạo thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được về Đức Pháp Tính giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ bữa nay tại cái điện thoại Nhật Quỳnh để ở chỗ sạc pin nên nó không có kịp tắt. Ngồi đây là tắt được rồi. Dạ mời đàn đạo nha. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sở Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin phép thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahmachaloka nipati sahangbati katang chali angthi varang ayajatha sangtitha satappara chapkhachatika desetu thammang anukam bimang bachang satthamma pering vinayang chakayang sutang cha bandang abitham majammang akotanto satusak cha dandang. Sorry. Ako tayang tang satu sakya dang dang babo thaneye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời nhắm giường lọc giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là những kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng coi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cử tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nối đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu trị tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong rồi. Dạ con xin gửi mic lại cho sư pháp tính ạ. Dạ kính mời sư ạ. Sa thú lần thai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Thầm Mà Giá. Nam mô Sang Khả Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần sơ cấp của Vị Diệu Pháp. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về tứ phối. Hồi bữa là chúng ta thì trước chúng ta đã học về tứ bậc, có nghĩa là một lưu đó. Hôm nay chúng ta học về tứ phối. Tứ phối có nghĩa là yoga, yoga tứ phối. Phối này có ô, quý vị bỏ dấu giúp chúng tôi tứ phối yoga yoga nha. Dạ tứ phối yoga. Dạ hôn mê ở
hôn mê ở trong bệnh viện, người ta đi đến, người ta mời chúng tôi về nhà để tụng kinh, Do vậy nãy giờ chúng tôi ngồi, chúng tôi tiếp chuyện cũng lâu, cũng hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ vừa dứt xong công việc đó thì trở vào trong lớp học, thành ra cái tâm của chúng tôi nó chưa có ổn định lại nữa. Vì chúng tôi đi ở trên xe, chúng tôi nhớ vừa rồi thì học về bốn cái pháp bậc luân. Chúng tôi nhớ mang máng là hôm nay sẽ học về tứ pháp. Coi như là hết chuyện này qua tới chuyện kia, chúng tôi chưa ngó được tới cuốn sách nữa, nhưng mà chỉ nhớ ở trong tâm vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì ráng để lễ bái tâm bảo để cho cái tâm sẽ được ổn định lại trước khi trình bày cho quý vị. Mong quý vị quan thị. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang vavantang apikwa demi sokato bhagavata thammo thammang namasami Subhatipano Bhagavato Sāvaka Sankho Sankhang Nāpmāmi Lokasa Nathang Vadamuttamahang Buddhan Chak Thamman Chak Bhanamami Sankhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức của Tam Bảo xin thành kính ngài dân đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giác. Kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay đó được gọi là tứ phối yoga. Yoga đó thì xài theo số ít, yoga đó thì số nhiều, là cái điều này nó cũng không có quan trọng. Nhưng mà chỗ mà được gọi là phối, hay là chúng ta nắm cái gốc của cái từ Bali là yoga, thì yoga đó ở trong tất cả các cái quyển kinh đều dịch là ắt nè, rồi phược nè, rồi kết nè, hoặc là cột cứng nè. Đó thì nó vòng vòng chỉ có mấy chữ đó thôi. Đó. Dạ, yoga nè, yoga còn gọi là kết nè, còn gọi là ách nè, ách phược đó nè, hoặc là cột cứng nè. Đó thì tại sao mà có những cái danh từ này? Tại vì đối với bốn cái pháp này thì coi như là nó cột cứng chúng ta trong cái dòng sanh tử luân hồi. Hãy mà ai mà còn sanh khởi những cái pháp này thì chúng ta không có thể nào thoát ra được khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Đó thành ra đó mới gọi là bốn pháp cột cứng, hay là tứ phối, hoặc là tứ ách phược, nó hoặc là tứ kết. Cái những cái nghĩa này nó tuy rằng là nó khác âm nhưng mà nó đồng nghĩa hết. Thành ra đó nếu mà quý vị cứ nhớ là chattaro, chattara yoga, hoặc là chattara yoga, là chúng ta nắm ngay cái gốc Bali. Thành ra đó là chúng ta sẽ giải mã được hết. Chúng ta sẽ giải mã được hết. Thí dụ như giờ đó, quý vị thấy rằng đó, cái chỗ đó người ta đề là bốn pháp cột cứng, mình coi là cái chữ Bali yoga rồi mình biết là tứ phối hoặc là tứ ách phược đó. Rồi bây giờ tứ phối hay là tứ ách phược hay là bốn pháp cột cứng gì cũng vậy, chúng ta hiểu cái nghĩa nó là như thế nào. Có nghĩa là nó cột cứng mình trong cái dòng sanh tử luân hồi này, có nghĩa là nó cột cứng mình ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Mình cứ nắm ngay chỗ cái gốc này là không chạy, là chúng ta không có bị chi phối gì hết. Thì cái này á, các ngài giải thích á, giống như là cái ách phược á, mà nó trồng vô cái cổ của con bò đó, con bò mà kéo xe đó. Đó thì quý vị thấy rằng á,
là coi như là mình bị cột cứng ở trong đó, là mình bị cột cứng ở trong đó đó, thì con bò nó bị dính liền với cái ách, là cái gông hoặc là cái ách đó như thế nào, là nó gắn chặt như thế nào, thì những cái pháp này á, nó làm cho mình gắn chặt ở trong dòng sanh tử luân hồi. Mà hãy mà nó làm cho mình con bò đó mà bị cái ách này á, nó trồng vô càng cổ á, mà hãy mà nó khổ bao nhiêu à, hoặc là nó nặng nề hoặc nó khó nhọc bao nhiêu, thì cũng vậy, mình sanh ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, mình ở trong ba cõi này, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thì nó cũng nặng nề, nó cũng khổ sở vậy. Nó nặng nề, nó khổ sở vậy. Nó đối với con bò mà quý vị thấy rằng nó bị cái ách này mà chặn lên cổ nó để mà nó kéo xe, thì nó khổ hơn sao, thì mình ở trong dòng sanh tử luân hồi này á, mình cũng khổ y như vậy. Mình cũng khổ y như vậy. Có những người á, người ta cho rằng là nếu mà tôi mà giàu có đó, thì tôi có khổ không? Giàu có nó cũng khổ quý vị. Đó, bây giờ quý vị vô ở trong, giờ quý vị vô những cái bệnh viện mà cho dù là nó là sang trọng nhất ở Việt Nam, ví dụ như giờ quý vị vô bệnh viện Chợ Rẫy đi, hoặc là bệnh viện Việt Pháp đi, bệnh viện Tâm Đức đi, đó, hoặc là Hoàng Mỹ gì đó, quý vị vô những cái bệnh viện mà cao cấp như vậy đó, thì quý vị hỏi những người bệnh ở trong đó đó, người ta có sung sướng không? Không có sung sướng, không có sung sướng, tay chân vẫn bị cột vào ở trong cái giường bệnh, rồi miệng thì phải đưa cái ống, rồi ở trên có cái quặng, rồi đổ thức ăn như đó. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng đó, cái đường nào mình cũng khổ đó. Dù cho bây giờ đó, mình có tài sản nhiều cũng khổ, tài sản ít cũng khổ. Có nghĩa là mình... gì kìa? Mùng 8 tháng 5 là thứ hai có đi làm không? Thứ hai có đi làm chưa? Thứ hai đi làm hả? Dạ. Tưởng không có đi làm thì đi đến dự lễ dỗ Hòa Thượng Thượng Sự. Chiều cũng mới về. Ồ, làm lễ buổi sáng. 300, cũng chiều thơm thì chưa tăng chứ. 300, 300 ngàn hả? Dạ. Rồi, để xin xin kèo, xin xin đưa kèo ạ. Tại vì lúc sau cái ngày hôm qua con lên á, tôi có sư đóng cửa sư đi, tôi có sư đóng cửa sư đi. Dạ. Thì là con có gặp một sư. Rồi. Cho phép mẹ con rồi. Rồi, mong cho Khang được phước lớn từ cái sự cúng dường này ha. Dạ, dạ. Khi cứ xài máy, khi nào cài đặt, khi bỏ tôi lên cài. Rồi. Xin lỗi quý vị. Trả lại với quý vị. Thật ra đó thì có một cái anh, có một cái anh thiện nam này đó, anh tuy là làm công nhân, làm công nhân, cứ tới mỗi tháng lãnh lương thì anh đem đến cúng dường 300 ngàn để tạo phước, chúng tôi tùy hỷ, muốn mua gạo hay muốn làm gì cũng được hết á, muốn xài cũng được, muốn làm cũng được, nhưng mà phải nói rằng mình nghĩ nhiều khi á, mình thấy tội nghiệp người ta, thanh niên mà trong thời này á, mà đem mỗi tháng mà đem 300 ngàn là cúng dường như chùa á, là cũng hiếm lắm nha quý vị. Cũng rất là hiếm, mà anh ta thì coi như là anh ta cúng cũng như là đúng là thi ơn bất cầu báo. Có nghĩa là mình muốn làm gì cũng làm, người ta giao mình mình muốn mua bất cứ cái thứ gì mình mua, người ta không có quan tâm đến, người ta không có chấp dứt cái gì ở trong đó hết. Thành ra có nhiều khi thì nói chung là không phải là mình nhìn cái vật chất mà mình cảm thấy mình vui, nhưng mà mình nhìn đời sống tu tập, dù sao mình cũng gặp được những cái người này cũng tốt, chứ không thôi mình gặp toàn là những người mà cứ đến gây gỗ riết là chắc
chắc có nước mà bỏ chùa đi nha. Dạ. Rồi bây giờ trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong bốn cái pháp này là bốn cái pháp cột cứng, mà nó cột cứng mình ở trong đâu? Trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà hễ mà nó cột cứng mình rồi á thì coi như là ở cái cõi nào nó cũng khổ, ở cái cõi nào cũng khổ. Quý vị thấy rằng như hồi nãy giờ chúng tôi đang trình bày, có những người nghĩ rằng là mình có tiền là mình không khổ. Nhưng mà bây giờ quý vị vào trong bệnh viện thôi, những cái bệnh viện mà lớn, mà bệnh viện sang trọng đó, ví dụ như là Đại học Y Dược hoặc là bệnh viện mà Việt Pháp luôn, quý vị hỏi những người bệnh ở trong đó coi có nằm trong đó có sung sướng không? Không có sung sướng, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không ngon, không có cái gì mà gọi là sướng hết. Nhưng mà trong cái đời sống thường của chúng ta thì chúng ta tưởng rằng là sướng, nhưng mà thật sự ra đó, đến chừng đó nó không có sướng. Nó không có cái gì mà gọi là hạnh phúc, mà nó không có cái gì mà để làm cho mình tha thiết ở trong cái cuộc đời này hết đó. Thành ra đó mới nói rằng là bốn cái pháp cột cứng này đó, chẳng những nó cột cứng mình trong dòng sanh tử luân hồi, mà chẳng những nó như vậy mà nó còn làm cho mình nặng nề, nó còn làm cho mình khó chịu, nó còn làm cho mình khổ đau. Thành ra đó mới gọi là ách thuộc, thành ra mới gọi là phối, thành ra mới gọi là kết, thành ra mới gọi là cột cứng. Đó mà quý vị thấy cái gì, nhưng mà nghe đến cái chữ mà cột cứng rồi thôi là coi như là thua, có nghĩa là rất là khổ sở. Cái gì mà chúng ta bị cột cứng ở trong đó rồi là coi như là chúng ta rất là khổ. Vậy thì bốn pháp cột cứng này đó, cái chi pháp nó cũng giống như là tứ lậu, cũng giống như là tứ bọc, có nghĩa là nó có dục cột cứng hay là còn gọi là dục phối hữu cột cứng hay là còn gọi là hữu phối hoặc là kiến cột cứng cũng như là giống như là kiến phối vô minh cột cứng giống như là vô minh phối. Đó, bốn cái pháp này bốn cái pháp này nó làm cho chúng ta đau khổ, mà nó làm cho chúng ta cột cứng. Vậy thì đầu tiên là dục phối hay là dục cột cứng. Dục phối hay là dục cột cứng gì cũng vậy, nó cũng cái nghĩa nó giống nhau, cái âm thanh nó khác thôi, đồng nghĩa nhưng mà khác âm đó. Nhưng mà như thế nào mà được gọi là dục cột cứng? Có nghĩa là những cái chúng sanh, những cái chúng sanh ở đời bị dục chi phối, không có thể buông lìa được dục lạc, không thể buông lìa được dục lạc. Cái điều này mình nói ra đó thì có nhiều người người ta họ buồn, người ta không chịu. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng những người mà người ta nghiện ma túy đi, hoặc là thuốc lá đi, hoặc là cà phê rồi đi đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là không có cái chất này mình chịu được, không có cái chất này mình chịu không được đó. Thành ra đó nó cột cứng mình ở trong những cái điều đó, nó cột cứng mình ở trong những cái cảnh đó. Thì khi nào mà chúng ta thoát ra được, khi nào mà chúng ta thoát ra được thì lúc đó tự nhiên chúng ta thấy khỏe đó. Thí dụ như quý vị thấy ở trong cái đời sống này không, những cái gì mà nó nhẹ nhất, những cái gì mà nó nhẹ nhất đi. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng ở hình như là chúng tôi được biết rằng là ở Việt Nam là cà phê là nhiều nhất, ở Việt Nam là cái quán cà phê nhiều nhất. Nhưng mà tại sao mà nó nhiều quý vị? Tại vì cái nhu cầu người ta cần nhiều, cái nhu cầu của người ta cần nhiều đó. Quý vị thấy rằng sáng ai cũng vậy, ngủ dậy hãy mà bận miệu về con cái quá, thì vừa đưa con đến trường, nhưng mà trên đường mà đưa con đến trường thì sao vậy? Quán cà phê gần nhất là ghé vô mà mua một ly cà phê liền. Đến nỗi mà bây giờ những cái chiếc xe đó quý vị thấy không, từ xe hai bánh cho đến xe bốn bánh người ta đều làm một cái chỗ để cái ly nước ở trên đó. Thì mình muốn để nước ngọt cũng được, muốn để cà phê cũng được. Thì chúng tôi muốn chỉ ra cái chỗ này thì quý vị thấy rằng là coi như
Khi nào mà mình thoát ra được cái cảnh này á, tự nhiên là mình thấy mình khỏe. Mình thoát ra được cái cảnh này mình khỏe à. Có nghĩa là bây giờ sáng bị dậy, cái nhu cầu ăn uống hoặc là thể thao, thể dục rồi này kia, nó là chính. Rồi sau đó, rồi mình uống cà phê cũng được, mà không uống cũng được. Thì thật sự ra đó, mình phải tập như vậy. Mình phải tập như vậy. Thì những cái này á, là những cái dục nó rất là nhỏ, mà mình thoát ra không được á, thì sao mà mình thoát được những cái dục lớn. Đó, thành ra cái điều này á, thật ra đó là do cái tâm của mình. Mình không có nhận định ra được, mình không nhận định ra được những cái dục này. Đó, mình không nhận định, hoặc là mình cho nó là nhỏ. Nhỏ nhưng mà mình thoát được là mình mới hay. Mà mình nói là nhỏ mà mình thoát không được á, là coi như là không thể nào mình thoát được những cái dục lớn. Thì tại sao mà chúng tôi đề cập đến những cái điều này? Chúng tôi đề cập đến để chi quý vị? Để đánh thức cái tâm của mình, cho tất cả chúng ta đều biết rằng là những cái dục nhỏ mà chúng ta bỏ đi được, thì từ từ chúng ta mới bỏ được những cái dục lớn hơn. Đó, thì đối với dục phối hay là dục cột cứng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người đó, người ta bị cột chặt vào sắc, thinh, khí, vị, xúc. Người ta bị cột chặt vào đó, người ta rất là khó để mà thoát ra được. Thành ra mình gọi là dục phối. Mà hễ mà dục phối này thì nó làm cho mình sao? Nó làm cho mình nặng nề, nó làm cho mình khổ sở. Đó, đó, những người mà bị đắm nhiễm trong các cái dục này đó, không thể buông ra, mình không thể buông ra được á, là tại sao? Là tại vì mình chưa có biết cái sự nguy hiểm đó, mình chưa biết được cái vị ngọt đó, mà mình chưa biết được cái ý thức, cái vị ngọt đó nó là cái sự nguy hại, cái sự tai hại cho mình. Cũng như quý vị thấy hồi đó, khi mà những ai mà còn có đi học ở bên những cái trường ở bên Việt Nam, mà cách đây khoảng chừng 10, 20 năm, 25 năm đó, đó thì quý vị thấy không? Có những cái món như là siro đá bào, thì quý vị thấy rằng thật sự á là cha mẹ không có cho mình ăn, nhưng mà mình nhìn cái đó mình rất là thèm, mà lúc đó mình, tại sao mình thèm vậy? Mình chưa ý thức ở trong đó màu với đường hóa học không à, màu với đường hóa học. Mà bây giờ á là mình ý thức được á, là do mình chỉ sợ mình bệnh thôi. Thật sự ra không phải là tâm mình muốn lìa khỏi các cái dục đó. Ví dụ như giờ đó là hỏi quý vị ăn siro đá bào đúng không? Quý vị đó không ăn đâu. Rồi hỏi các vị là tại sao các vị không ăn? Các vị nói ở trong đó nó màu với nó đường hóa học không mà ăn chi? Ăn chi? Thì bây giờ mình chỉ mới có ý thức được vậy thôi. Chứ mình chưa có ý thức rằng là do mình chưa có thoát ra được những cái dục đó. Chừng nào đó, chừng nào mà mình cảm thấy là mình không có dính mắc, không có thèm đến cái đó nữa, thì coi như là mình mới thoát ra được những cái dục đó. Chứ bây giờ mà thử mà làm bằng những cái chất liệu tốt, mà những cái chất liệu tốt, ví dụ như là đường hoặc là mật ong rồi này kia, rồi dưới cái màu của thiên nhiên, là những cái bông hoa hay là những cái chất gì đó, cây trái gì đó mà làm ra cái màu cái cây rồi này kia, thì mình vẫn thèm nữa. Vậy là coi như là mình không có thoát ra được những cái dục đó. Tại sao? Tại mình ăn xong rồi mình, một là mình thèm, nghiền, hai là mình bệnh đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái dục phối này đó, hay là cái dục ách này đó, nó làm cho mình nặng nề khổ sở ngay trong hiện tại, rồi ở trong tương lai nghiền nữa. Ở trong tương lai nếu mà sanh lại cõi người một lần nào đó mình nếm vô nữa, hoặc là mình gặp nữa, thì mình cũng thèm nữa. Thành ra đó là quý vị thấy rằng là nó bị cột, mà mình bị cột ở trong những cái cảnh này. Khi mà mình thèm, mình muốn rồi đó, nếu mà mình có phước thì mình sử dụng cái phước của mình, là có nghĩa mình có phước, mình có tài sản, mình sử dụng cái tài sản của mình để mà mình đổi có cái đó. Còn nếu mà mình không có phước thì sao quý vị? Mà tâm tham mà nó sanh khởi mạnh quá, thì chúng ta phải
mua gian bán lận, chúng ta phải làm cái chuyện này chuyện kia để có được những cái điều đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với cái dục cột cứng này đó, hoặc là cái dục phối này đó, là coi như là nó cũng làm cho chúng ta dính mắc, nó làm cho chúng ta cứ ở mãi trong cõi người, hoặc là ở mãi ở trong cõi khổ, ở mãi ở trong những cõi sắc, cõi vô sắc, vân vân. Đó, vậy thì cái dục cột cứng ở đây có nghĩa là có nghĩa là chúng ta bị dính mắc, không thể buông bỏ, không thể buông bỏ các cái cảnh, dù đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, chúng ta không bỏ được những cái cảnh đó. Rồi, vậy thì chi pháp của dục cột cứng cũng là tâm sở tham trong tám tâm tham. Rồi, quý vị nên nhớ ha, dục cột cứng này chi pháp là tâm sở tham, tâm sở tham hay là sở hữu tham trong tám tâm tham. Đó, chúng ta nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị nghe, nó ngắn hay là nó dài, nó rộng hay là nó hẹp, thì quý vị nhớ thì tốt, không nhớ thì thôi, nhưng mà cái chi pháp là phải nhớ. Cái chi pháp là phải nhớ. Chi pháp của dục cột cứng hay là dục phối là tâm sở tham trong tám tâm tham. Đó, quý vị cứ nhớ cái điều này đi, là mai mốt là mình lần ra hết được tất cả các dấu vết, mình lần ra được hết tất cả dấu vết hết. Đó, rồi bây giờ đến hữu phối, hữu phối phá quá vô gá hay là hữu cột cứng. Đó, hữu phối, hữu cột cứng gì, hai cái tên đó đó, hai cái âm thanh đó đó, nó khác nhau, nó khác âm thanh nhưng mà nó đều đồng một ý nghĩa hết. Vậy thì hữu phối hay là hữu cột cứng này á là cái gì? Là chỉ cho những cái chúng sanh bị những cái sinh hữu nó chối chặt có thể thoát ra được. Có nghĩa là những cái chúng sanh này á là còn thích thú, thích thú ở trong những cái cảnh thiền sắc giới, hoặc là những cái cảnh thiền vô sắc. Đó, có nghĩa là mình vẫn còn mong ước thích thú mình có mặt ở trên cõi đó, ở trong cái cõi trời đó, cõi trời này cõi trời kia. Đó, thì như vậy là cứng hoặc là hữu phối. Mà tại sao mình bị cái điều này? Là do mình không có hiểu biết được cái vị ngọt của hữu, không có biết được cái nguy hại của cái hữu này, nên mình không có tìm cách mình thoát ly. Đó, thí dụ như quý vị thấy rằng á, có những người người ta thấy đắc được thiền là coi như là an lạc quá rồi, an lạc quá rồi, không có cần cái gì hết, không có cần gì hết. Nhưng mà chúng ta coi lại ở trong kinh điển, có những vị từ cõi thiền sanh xuống cõi trời dục giới, rồi theo cái hạnh nghiệp có khi sanh lại cõi người, có khi sanh xuống khổ cảnh. Đó, thành ra đó là coi như là vẫn còn bị cái khổ nó chi phối. Đó, thành ra ở trong kinh Đức Phật nói rằng là do những người này chưa có hiểu biết được cái nguy hại của hữu, nên người ta không có tìm cái cách để mà thoát khỏi cái hữu phối này, hoặc là cái hữu cột cứng này. Vậy thì đối với hữu cột cứng hoặc là hữu phối, chi pháp là gì? Chi pháp của hữu phối hoặc là hữu cột cứng cũng là tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Đó, cái này là chúng tôi rút lại cho quý vị, chúng tôi rút lại cho quý vị đó. Chi pháp của hữu phối hoặc là hữu cột cứng là tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Đó, rồi. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục qua đến cái kiến phối. Cái kiến phối đích thí vô gá, đích thí vô gá hay là kiến cột cứng. Kiến cột cứng, mình như cái chữ cột cứng nó dễ hiểu hơn, nó dễ hiểu hơn cái chuyện phối ha.
Thì nếu mà quý vị hiểu cái chữ phối thì quý vị cứ cứ dùng cái chữ phối, mình thấy cột cứng mình dễ hiểu thì mình cứ dùng cái chữ cột cứng đó, gọi là kiến phối hoặc là kiến cột cứng là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình nắm giữ cái tư tưởng, mình nắm giữ cái tư tưởng phái quấy của mình, cái tư tưởng của mình sai đó, mà mình cứ nắm giữ cái tư tưởng nó hoài, mình cứ nắm giữ cái tư tưởng nó hoài, thành cái đó gọi là kiến cột cứng, gọi là kiến cột cứng hoặc là kiến phối. Thì cũng như quý vị thấy rằng có những cái chúng sanh, thí dụ như quý vị thấy không, tại sao mà người ta tu theo cái đạo lõ thể, tại sao mà người ta tu theo cái phái lõ thể? Tại vì người ta cho rằng khi mà mình mới sanh ra đời mình cũng không có cần gì mà phải che thân, mình không có cần gì phải che thân, không cần y phục, thành ra đó rồi sau này do mình lấy y phục mình che thân rồi mình mới bị dính mắc, mới bị trói buộc ở trong đó đó. Thành ra đó lúc đó người ta nghĩ rằng hồi trước mình là đứa trẻ đó, mình trần truồng nghĩ đó thì đâu có bị gì đó à, thì từ đó trở đi cái người ta không dùng quần áo để che thân nữa đó, ta không có dùng quần áo để người ta che thân nữa rồi á. Rồi có những người người ta thấy mấy người đó tu nghĩa mà tu quá tu mà người ta khỏi cần mặc quần áo gì hết, không cần quần là áo lụa gì hết đó, thành ra vậy mới hay, vậy mới là hay đó. Thì người ta tôn sùng cái lý tưởng đó, người ta tôn sùng cái ý kiến đó, thành ra cuối cùng người ta lập ra một cái đạo đó như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, đối với mình á thì Đức Phật dạy mình sao? Đối với y phục á là để chỉ bị để che lại sự lõ lồ của cơ thể, để ngăn ngừa những cái sự nóng sự lạnh, ngăn ngừa mũi mồng rắn rít đó, chứ không có gì mà chúng ta vui thích vui thú ở trong đó hết. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái đạo Phật của mình, đạo Phật của mình là từ bi và trí tuệ, với cái trí của mình nhận thức ra được y phục này là tại sao mà mình phải xài, tại sao mình phải xài để che lại cái sự lõ lồ của cơ thể, có tàm có quý quý vị đó. Quý vị thấy bà quý sa cao khi mà về nhà chồng rồi nghe gia đình chồng ngày mai thỉnh mấy vị a la hán lợi, các vị a la hán lợi, bà mừng rỡ quá, mừng rỡ quá, tối từ tối mà chờ đợi đến sáng mai, rồi nghe nói các vị a la hán đến, bà nhìn các vị a la hán, trời ơi những cái ông này không có mặc đồ gì hết, con người không có tàm không có quý gì hết, để lõ lồ vậy mà a la hán cái gì đó. Bà nhìn mà không thèm nhìn, bà đi bỏ đi vào ở trong nhà liền đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái người mà người ta có trí, nhưng mà quý vị biết không, ở trong cái thời nay cũng vậy nha, chắc có những người mà người ta không có học đạo mà người ta thấy những cái điều đó đó, người ta thấy những cái điều đó người ta rất là thích, người ta rất là thích. Ví dụ như giờ quý vị tu hành chúng tôi thì chúng tôi thật sự ra chúng tôi nhìn cái người nào mà người ta tu hành mà người ta mặc đồ nó thích hợp với cái cơ thể của người ta. Ví dụ như người ta mặc đồ sao mà nó đối với hành thiền thì mình dễ hành thiền, đối với lao tác có nghĩa là làm công quả mình gọn dễ làm, thì chúng tôi nhìn là chúng tôi hoan hỷ rồi, hoan hỷ rồi. Hoặc là ví dụ như những người Phật tử mà khi mà người ta đi dự lễ đi, ví dụ như ở trong Phật giáo nguyên thủy của mình, chúng tôi cũng mong rằng là mình ráng làm sao mà các vị học theo cái Thái Lan đó, người ta có những cái bộ đồ trắng, người ta có những cái bộ đồ trắng nó nhìn rất là sạch sẽ để mà người ta dành ra người ta đi dự lễ. Cái điều đó nó tốt quý vị, cái điều đó nó tốt hơn mà mình mặc áo dài, mình mặc cái áo vớ đồ này kia. Cái áo đó không phải là cái áo vớ, vớ là mình có ở trong tâm của mình hay là không có ở trong tâm của mình thôi. Mình có cố ý mình ngăn ngừa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu không, chứ không phải cái áo đó mà nó ngăn cản gì mình. Cái điều đó quý vị thấy rằng đối với
cái gì mà nó thuộc về mà cái gốc á, là nó nằm ở chỗ đó đó, cái chỗ mà chúng ta đó à, chúng ta có cái sự mà cố ý để mà giữ giới không, chứ không phải cái áo nó mặc vô trồng vô cái trồng cái áo nó vô là gọi là áo giới à, cái điều đó nó không phải. Cái điều mà ở trong tâm của mình á, bây giờ dù tôi mà bây giờ tôi có chết thèm đi nữa, tôi có chết đói đi nữa à, đồ ăn của người ta để đó tôi không có lấy, tôi ăn à, tôi không có lấy à, khi chưa cho tôi không lấy à, chưa cho tôi không lấy, bây giờ tôi có chết thèm tại chỗ tôi cũng không lấy nữa. Đó thật ra đó quý vị, có nhiều người á, người ta nói chúng tôi á, là tại sao mà thuyết pháp á, mà ưa có cái thí dụ, những cái thí dụ này, tại vì đời sống của chúng tôi á, nó cứ xung quanh nó gặp những cái điều này hoài à, gặp những cái điều này hoài nè quý vị. Có nghĩa là quý vị biết không, có những cái người, có những cái lúc trước á, quý vị biết có cái ông đó, ổng năm mươi mấy tuổi rồi à, ổng năm mươi mấy tuổi rồi mà ổng xin vào ở trong chùa để mà làm công quả, dọn dẹp à, dọn dẹp ở bếp à, dọn dẹp ở bếp. Thì chúng tôi thấy những người mà năm mươi mấy tuổi rồi đó, chúng tôi nhìn họ, chúng tôi cũng thương họ như là thương ba của mình vậy đó. Thì già rồi, năm mươi mấy tuổi rồi, hết lao động rồi, bây giờ là có ai nuôi nữa đâu, thành ra người ta xin vô chùa để mà người ta dọn dẹp, người ta lao quét dọn trong chùa. Thì chúng tôi nhìn những người đó chúng tôi rất là thương, mà ấy, chúng tôi thương thì quý vị biết rằng á, đối với ở trong chùa đó nhà chúng tôi không bao giờ mà tiết kiệm về cái thức ăn đối với những người đó. Chúng tôi nói mì để ở trong tủ, trứng để ở trong tủ lạnh đó, có đói thì lấy mà ăn à, cứ lấy, không bao giờ la, không bao giờ mà xin la xin nhăn về những cái điều này hết. Thì quý vị biết không, mình dễ quá đó, nghe cái lâu ngày cái hình như là người ta sanh tật, quý vị, người ta sanh tật à, lấy cái đó ăn, lấy trứng ăn xong rồi quý vị biết không, còn lấy cái trứng gà đó lược ra, bỏ cái chồng trắng, lấy cái chồng đỏ, rồi quậy vô với sữa à, quậy vô với sữa uống nữa. À, quý vị biết không, thì à, mới đầu thì chúng tôi cũng không nói à, nhưng mà người này người kia đó, người ta bán vốn à, người ta bán vốn á, là coi như là người ta bán vốn á, biết á, là mình phải xuống mình xử à, mà trước khi chúng tôi xử á, là chúng tôi phải bắt được tận tay à, bắt được tận tay à, chúng tôi mới làm việc đó. Thành ra có những lần chúng tôi cũng có ha, rồi thình lình à, chúng tôi đi vào, chúng tôi phát, chúng tôi là, rồi quý vị biết không, những cái người đó thật sự ra đó, họ khổ quá đó à, cái tâm tham của họ nó rất là nhiều nha quý vị, họ khổ quá, cái tâm tham của họ rất là nhiều. Những cái thức ăn á, mà của chư tăng á, là quý vị biết không, có nhiều khi á, họ thèm quá à, họ thèm quá, họ lén lén á, quý vị biết rằng á, họ lấy đồ họ múc à, họ bỏ vô miệng mà họ giống như là nuốt trọng luôn đó. Chúng tôi thật sự ra chúng tôi chỉ cần mà lúc đó mà chúng tôi chỉ cần mà hù cái thôi là họ trợn cắn liền à, họ trợn cắn liền à, có nghĩa là bị mắc cổ đó. Thành ra chúng tôi rất là biết tâm lý, chúng tôi đợi qua cái chỗ đó là qua cái lúc đó chúng tôi mới kêu lên, chúng tôi nói chú lớn rồi, mình là phải coi như là bây giờ mà mình có thành con ma đói chết thèm ha, mình có thành con ma đói mà chết thèm á, mà người ta chưa cho mình là mình không lấy, là không lấy. Chú biết thật sự ra đó, có nhiều khi ngay bản thân sư gì nè, người ta mà kính là người ta có niềm tin, là người ta có niềm tin, người ta dâng cúng mình nhận, nhiều cũng nhận hết. Còn đối với những người mà người ta không có niềm tin hoặc là người ta không có cái sự mà tôn kính, người ta nhiều khi người ta có cho mình cũng không thèm nữa à, chứ đừng có nói mà à, mình phải à, trộm cắp à, chú cứ làm giống như sư chỉ đi à, coi như là bây giờ đó là có, bây giờ có chết luôn, có chết đêm nay chết đói à, đêm nay chết vì cái sự đói, mà tại vì do người ta chưa cho mình là mình cũng không cần luôn, mình không sợ, quyết lòng mà quyết lòng không bao giờ trộm cắp, để chi, để diệt trừ ngay trong cái đời sống này
Ngài diệt trừ những cái thói quen, những cái hạt giống này, những cái hạt giống này, hạt giống xấu đó. Thì quý vị biết rằng thật ra đó thì do chúng tôi là cái người quản lý là chúng tôi gặp những cái cảnh này nó nhiều lắm. Mà quý vị biết không, những cái người phụ nữ ở trong chùa đó, những người phụ nữ ở trong bếp trong chùa đó, người ta để ý mấy cái này lắm quý vị. Người ta để ý cái này lắm. Người ta để ví dụ như là 10 lon nước ngọt mà 5 cái bánh, mà sáng mai mà nó mất đi 2 lon hoặc là 1 cái bánh gì đó là người ta sẽ đánh dấu liền. Ngày mai người ta sẽ kiểm lại lần nữa, là bắt đầu là người ta lên, người ta báo liền. Mà quý vị biết không, mấy cái điều này nhức đầu lắm. Không, chúng tôi á là được sư trưởng dạy, sư trưởng dạy á, không phải là người ta báo là mình xử liền đâu. Người ta báo rồi mình phải để ý, mình coi mất do cái nguyên nhân nào, có phải là như vậy không, có phải là như vậy không đó, mình phải coi từ từ để mà bắt đầu mình mới xử lý. Chứ không phải là nghe mấy cô lên là tâu là cái xong là cái bắt đầu là mình là làm ầm ầm liền á, thì nó không có đúng, không có đúng. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng bây giờ sư trưởng bệnh á, chúng tôi ngồi chúng tôi nhìn sư trưởng, chúng tôi rất là thương thương sư trưởng. Ngày xưa mà chúng tôi lên đây chúng tôi thuyết pháp á, quý vị biết á, là coi như là chúng tôi thuyết ở đâu không biết, thuyết giảng ở đâu không biết, cứ về đánh dấu vô cái quyển sổ quyển tập là cứ lên một tuần như vậy là giảng 20 thờ hoặc là 15 thờ pháp, rồi cứ nhân cho 50.000 10 thờ là 10 thờ giảng pháp, một thờ 50.000 nhân 10 500.000, sư trưởng đưa 500.000 cúng dường là chúng tôi 500.000, mà hãy 20 thờ là cúng dường 1 triệu thờ. Quý vị biết thật sự ra đó là không phải là mình ham tiền nhiều quý vị, nhưng mà mình về mình báo cho sư trưởng biết là sư trưởng dạy mình vậy đó, rồi mình cũng đi giảng vậy đó, rồi gặp trục trặc hay là trơn truông gì đó để mà sư trưởng chỉ dạy mình thêm, chỉ dạy mình thêm. Nhưng mà quý vị biết không, hồi xưa nhận của sư trưởng nhiều, giờ trả là hết nhiều rồi đó. Bây giờ đó là mỗi tháng mỗi lần mà mình nhìn sư trưởng bị thiếu thốn cái gì đó, thiếu thốn gì đó là mình phải lo quý vị, mình phải lo. Bây giờ, thành ra hồi bữa chúng tôi nói đó, hồi xưa sư trưởng cho con nhiều, giờ con trả là như nó gấp nhiều lần vậy nữa. Cái sư trưởng nói rồi vậy về mấy cái chi pháp mà trong đầu ông không có trả lời tôi chưa. Nói cái đó là pháp của Đức Phật, sư trưởng. Sư trưởng nói pháp của Đức Phật nhưng mà không có công tôi dạy ông mà sao không biết. Dạ. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng đối với những cái kiến cột cứng, cái kiến chấp nó rất là nguy hiểm. Chúng ta tu theo ở trong Phật giáo đối với cái chuyện mà ăn uống cũng vậy. Nhắc tới cái điều này á, quý vị thấy nhiều khi chúng tôi đọc ở trong kinh điển ngoại đạo á, họ dùng cái pháp cũng như là liếm sạch bàn tay, không biết chỉ cực vậy nha, không biết trước khi ăn liếm sạch bàn tay chỉ nó cực vậy quý vị. Chúng ta đi ra rửa nước kìa, hoặc lấy khăn lau nhà cạnh chiều phải liếm. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng á, như vậy mà họ cũng chấp chặt vào đó được ngay thiệt, chấp chặt vào đó chi không biết nữa. Đó, thành ra có nhiều cái quý vị thấy không? Đó, cũng như Đức Phật của mình á, Đức Phật của mình á, khi mà ngày á, đi qua cái dòng sông đó, người ta dùng thần thông người ta đi qua, người ta làm ghê lắm kìa. Còn Đức Phật mình nói hôm nay ông đâu có cần dùng thần thông, ông đâu có cần huấn luyện, ông bỏ một hai đồng qua đò thôi có gì đâu. Chừng nào cần dùng là mình cần dùng. Đó, đời sống của mình cái gì mà mình cần sử dụng mình sẽ sử dụng, miễn sao mình không có dính mắc, miễn sao mà mình không có để tâm vào đó nhiều thôi. Đó, thành ra đó cái vậy thì tóm lại cái kiến cột cứng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình nắm giữ cái tư tưởng sai, cái tư tưởng sai đó mà mình nắm giữ hoài, mình giống như là mình nắm giữ bí kíp vậy đó. Thành ra lúc đó gọi là kiến cột cứng, rồi hoặc là kiến phối. Vậy thì cái kiến phối, kiến cột cứng này á, cái chi pháp là gì? Tâm sở tà kiến có trong
bốn tâm tham hợp tà. Nào, đó cuối cùng là chỉ có nhiêu đó thôi. Chi pháp của kiến cột cứng hay là kiến phối là tâm sở tà kiến trong bốn tâm tham hợp tà. Rồi, trong bốn tâm tham hợp tà. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục qua đến vô minh phối. Vô minh phối hay là vô minh cột cứng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không ý thức được những cái vị ngọt, những cái vị ngọt mà khi mắt chúng ta thấy cảnh, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm. Đó, chúng ta suy nghĩ các pháp, hoặc là những cái điều mà đáng biết mà chúng ta không biết, hoặc là chúng ta bị si mê, chúng ta bị si mê. Si mê tối tăm có nghĩa là những cái nói về những cái pháp mà để mà đây là cái sự khổ nó có thiệt nè, mà mình cứ nói là giàu là hết khổ, giàu cũng còn khổ đó. Thành ra đó, trong cái trường hợp này gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là mình không có thấy được cái sự thật, cái sự thật cái cuộc đời này nó là khổ. Dù cho mình có ở trong cái hoàn cảnh giàu có hay là vua chúa gì đó, nó cũng khổ. Bây giờ đại gia cũng khổ quý vị, đến lúc nào nó cũng khổ đó quý vị thấy không? Có những người họ tiền rừng bạc biển, người ta rất là nhiều, nhưng mà bây giờ hết thờ rồi, lỡ thờ rồi, vô ngồi hoài sao song sắt, ngồi hoài sao song sắt, không còn một cái tự do gì hết. Thành ra đó, bây giờ mình quan quyền hay là vua chúa hay là đại gia hay là cái gì cũng vậy, nó cũng khổ hết. Nhưng mà mình không có không có ý thức được cái điều đó, mình không có ý thức được là đối với cái cuộc sống này là khổ. Thành ra cái gì vậy á, lúc đó mình bị vô minh. Nếu mà nói theo chi phá, nói theo cái sát ở trong kinh điển đó, sát trong kinh điển đó, thì vô minh này á có nghĩa là những cái điều mà đáng biết mình lại không biết. Thí dụ như là nói về sự khổ có thật, rồi cái nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ có thật, con đường dẫn đến diệt khổ có thật. Những cái điều đó là những cái điều mình đáng biết mà mình không biết. Còn những cái điều không đáng biết á, là mình lại biết. Có nghĩa là ba cái chuyện mà trên bầu trời có bao nhiêu cái sao, mà tại sao mà có những cái sao đó, mà tại sao cái con đường này á, nó có ba bốn ngã rẽ rồi này kia, cái chuyện đó thì cần đi phải làm thêm cái ngã để mình đi, mình tìm hiểu những cái điều đó làm chi. Thì những cái điều đó, đó là không đáng biết mà mình lại biết đó, thì như vậy á gọi là mình bị vô minh chi phối đó. Mà vô minh cột cứng ở đây đó, minh cột cứng ở đây á là muốn chỉ cho mình biết rằng là mình, thí dụ như là mình bị cái vị ngọt khi mà mắt mình thấy sắc, thấy những cái cảnh sắc, rồi mình sanh khởi những cái tham luyến ở trong đó, hoặc là những cái sân hận ở trong đó đó mà mình không biết, thì gọi là vô minh cột cứng. Thành ra lúc mà quý vị thấy không, mình nhìn cái hình ảnh gì đó, mình thấy mình dính mắt, thì nó là tham nó sanh lên, phải không quý vị? Mà tham nó sanh lên á, trong đó tại sao mà tham nó sanh khởi được? Tại vì có si, có sở hữu si ở trong đó, nó che phước rồi, nó che phước rồi. Thành ra lúc đó mình không có nhận biết được, mình không có nhận biết được. Thì ở đây á, chúng tôi á, thí dụ như quý vị thấy rằng á, có những cái điều á, mà bình thường á, mình nhìn mình thấy rất là gớm, nhưng mà trong cái lúc mà tâm tham mình nó sanh khởi lên rồi á, mình nhìn mình không có gớm quý vị, mình nhìn mình thấy cái điều đó không có gớm là tại sao? Tại vì á, lúc đó á, cái sở hữu si này nè, cái sở hữu si này nè, nó che mất, nó che mất cái sự gớm đó rồi. Mà lúc bấy giờ đó là chúng ta thấy toàn là đẹp, chúng ta thấy toàn là đẹp, thấy toàn là ngon,
toàn là đẹp, toàn là ngon không à. Thành ra coi như là lúc đó chúng ta mới thực hiện được cái điều đó. Bây giờ thí dụ như giờ quý vị thấy rằng mình cũng như chúng tôi, thấy ai mà ăn mắm cá linh, quý vị biết ăn mắm cá linh không? Mắm cá linh không? Đó, thì mình thấy đối với bản thân của chúng tôi, nhìn ấn quá. Nhìn cái con cá đó, nó mình biết đó là nó còn sống, người ta đem làm mắm á, rồi ăn sống như bún như rau với ớt rồi đó. Thì thật sự ra đó là người ta cái lúc đó đó là tại sao người ta cắn cái con cá linh đó được, người ta cắn cái miếng mắm đó được, tại vì cái lúc đó, đó cái tâm của người ta đó là người ta thấy rằng là cái chỗ này nó ngon, cái chỗ này nó ngon. Mà tại sao cái tâm người ta thấy cái chỗ đó là do cái sở hữu si nó che rồi, vô minh nó che rồi, nó che những cái khuyết điểm, đây là còn sống hoặc là đây là nó là một cái con cá mà nó một cái con vật mà nó cũng như là nó chưa được nấu chín đâu này kia. Lúc đó là vô minh nó che cái đó, mà cái tâm tham của mình là nó thấy rằng là ngay chỗ đó là ngon, ngay chỗ này nó là ngọt nha, nó có mùi mắm của nó mà nó ngon ngon, nó ngọt ngọt đồ này kia nó đó là cái vô minh là nó che, nó cho mình, nó không có cho mình thấy cái thực tánh của mắm đó, mà nó cho cái vô minh nó làm cho mình thấy là cái chỗ này nó ngọt nè, nó ngọt cái chất chất cá được làm mắm nè, cái chất cái con cá mà được đem đi làm mắm á là nó ngon nó ngọt nè đó. Thì cái lúc đó cái tâm tham mình nó thấy như vậy, thành ra mình mới thực hiện, mình mới bỏ vô miệng mình nhai mình ăn được. Còn bây giờ mà quý vị thấy rằng á, đưa cho ông bác sĩ với nhà bác học rồi đó, người ta ngồi người ta phân tích ra cho mình biết là cái cá này chưa được rửa sạch nè, rồi nó ngâm ở trong đây làm mắm nè, vi trùng đồ tùm lum, nó bụi đồ tùm lum ở trong đó. Nếu mà quý vị mà đưa cho ông bác sĩ hoặc là các cái nhà mà phân chất khoa học á, người ta ngồi người ta phân hỏi quý vị đâu có ăn được đó. Thành ra nó khác nhau đó. Thành ra ở đây á, chúng ta nên nhớ là vô minh cột cứng á, là nó chỉ thẳng vào cái gì, chỉ thẳng vào là mình không biết cái vị ngọt của sáu xúc xứ, không biết cái vị ngọt của sáu xúc xứ. Có nghĩa là khi mà mắt của mình thấy những cái hình ảnh, tai nghe tiếng đồ này kia, mình sanh khởi lên tham hoặc là sân, có nghĩa là mình tìm được cái vị ngọt ở trong đó mình mới sanh khởi lên cái tham. Còn tìm không được cái vị ngọt ở trong đó mình mới sanh khởi cái sân đó. Thành ra vô minh cột cứng là nó chỉ thẳng vào đó, chỉ thẳng vào ngay chỗ đó. Vậy thì cái chi pháp của vô minh cột cứng là gì? Tâm sở si có trong 12 tâm bất thiện. Tâm sở si sanh trong 12 tâm bất thiện. Không biết quý vị còn nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chi pháp của vô minh phối hay là vô minh cột cứng, chi pháp của vô minh phối hay là vô minh cột cứng, tâm sở si sanh trong 12 tâm bất thiện đó. Tập ghi vậy đi, ghi cho đủ vậy là mình sẽ nhớ rồi. Vậy thì tóm lại, cái pháp phối này hay là cột cứng chỉ vì không biết vị ngọt, không biết nguy của vị ngọt, nên mình không có xuất ly, mình không có xuất ly khỏi nó, không có xuất ly khỏi cái quẩn ngũ quẩn này. Thành ra đó là mình bị cột cứng, mình không có. Tóm lại là cái pháp cột cứng này vô giá chỉ vì không biết vị ngọt, không biết nguy hại, thành ra chúng ta không có xuất ly, thành ra chúng ta cứ bị nó cột hoài, bị nó cột riết. Chừng nào mà chúng ta biết được cái sự nguy hại đó, chúng ta tự động chúng ta tháo nó ra, chúng ta không có đeo cái đó nữa, chúng ta không có đeo cái ách đó nữa đó. Đó, tóm lại là như vậy thôi, tóm lại là như vậy thôi. Rồi vậy thì đối với cái bài học mà chúng ta đã học qua là tứ lậu nè, tứ bập nè, tứ phối,
lậu á, là nó ngâm tẩm, những cái pháp đó nó ngâm tẩm chúng ta trong những cái sự ô nhiễm. Còn bọc á, là có nghĩa là nó xô ngã chúng ta, nó nhận chìm chúng ta. Rồi bây giờ tới phối, có nghĩa là nó cột, nó ghi, nó cột mình, nó cột mình cứng vào trong cái dòng sinh tử luân hồi này. Đó, mỗi cái nó có một cái công hiệu nó khác nhau. Cũng như cái con dao thì có lúc thì mình gọt giấy, có mình là làm thịt, có lúc thì mình giết mổ gì đó, nhưng mà nó cũng là con dao. Đó, chúng ta sử dụng ở trong cái, chúng ta kêu tên nó cái đó. Thì bốn cái pháp này cũng tâm sở tham, rồi tâm sở tà kiến, tâm sở si. Cái lúc nó ở trong cái pháp này mình gọi tên nó là như vậy, ở trong cái pháp kia mình gọi tên nó là giống như cái pháp kia. Đó, chúng ta nhớ như vậy thôi. Thì kính thưa quý vị, bài học hôm nay thì chúng tôi trình bày đến quý vị đến đây là cũng vừa đủ thời gian rồi. Do vậy xin được giúp lời, với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tánh hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vô trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, càn thác bà, ngã quỷ, Atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phúc mạc, phúc mài, chư thiên chúa diêm vương. Mong các vị hoan hỷ lãnh phúc này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân lại Đức Phật Tính đã giảng bài pháp ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con, dạ, con kính